Hi, buddy. Where is he? Nope. They're going that way. Unless you want to go 8 miles. Nope. Daniel. Daniel, smile. Chạy từ. Chạy trái mình. Phải. Chạy phải. Chạy phải. Đúng mới đang lệch rồi. Đang quay đó nha. Ủa, có mấy con cá này kìa. Có mấy con cá này. Yếu. Gần sạch. Má, yếu. Gãy chân là cùng. Cạn không, ở đây cạn á. Cá sấu kìa, cá sấu không? Thấy mà lũ má mình đang chèo rồi. Đi vòng từ từ thôi. Chị cũng hướng mà đó chứ ta đâu làm gì đâu. Đấy, có đủ sót chứ. Rồi, đứng, 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 đứng. Tao, 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 tao. Để em nó che. Quài đưa đi mày. Ông kêu bên anh Huy á. Đó, rồi đẹp luôn. Đó, leo, leo lên cái cây nó được đó. Mày đi đâu tao quay đó đó. Thằng em không bị, thằng em mới nào không bị. Em nó nghiêng qua đây thì em nghiêng qua bên đây. Thằng em không có rớt. Xong chưa? Rồi đó. Rồi xuống đây ba, chờ xuống chiếu rồi. Cái đỏ ông tôi dừng lại trước tôi. Ê treo. Rồi. Lấy miếng nước vuốt tóc đi ba, rồi không chó gì. Đi ơi. Hết nắng rồi. Anh quay được qua cho em đi. Ok, cái đường nó cạn lắm. Lấy điện thoại em qua để em quay nhá. Chèo với Tư. Mày á. Đồ má ghê cho kìa. Oh my god. Đó. Đường. Chèo quay này thầy theo ơi. Đó, chuẩn bị tới rồi đó.
tao quét lên luôn, hình như nãy tao chạy. Quá đẹp ghê hết tao rồi. Quay lên mày, quay gửi tao với. Này hết nắng rồi, có nắng chứ. Có nắng mới đẹp. Còn ông mày đăng Facebook mày tap tao vô tao khỏi đăng. Còn mày không tap thôi đưa tao đăng. Quay dọc mà kiểu đi xu xu nè. Ờ. Đến ngoài đi, đến ngoài sẵn đó, sẵn quay luôn. Nghe con nhỏ kia nó quay kìa. Đù quá đã. Dạ bà chị kêu đi quay. Rồi sao mày có kẹt không thôi. Kẹt thôi cháu ơi. Thôi đi sau nhỏ này đi. Đẩy đi, đẩy đi. Cũng ngựa nữa. Nửa tiếng mà không? Ừ. Chúng bơ, chúng bơ. Giờ 15 phút quay cho chắc. Ừ. Gì treo đủ mà mình rung gì vậy? Má sầu á, sầu á. Mày cầm đi, mày thả xuống, thẳng xuống. Mày để ra trước luôn. Để trên người mày á, đó. Mày là cầm em cái này. Tôi chạy ngược đi, đâu sao đâu. Ủa nhưng mình cùng mấy kia rồi sao? Tôi mà sao cho nó thẳng vòng thôi. Mày từ mày ra đây cũng gần mà. Mấy tí. Hai tí không? Ừ, hai tí. Từ chỗ Tam Bà. Còn từ từ chỗ Tam Bà ra đây á. Hai tiếng á, thì chạy cho máu 2 tiếng á. Mà đụng á sớm đi chạy xe khúc đụng hả. Thấy rồi, thấy rồi, 3 con. Ê, có nhà hoang kìa. Treo. Gì? Yeah. Nhà hoang kìa. Cùng mấy nhà hoang kìa. Nãy mình đi có nhà hoang không? Có, ừ không để ý. Má, nãy đi để ý nhà hoang luôn á. Kìa có mấy cái phim. Ủa mà để đây chi đây? Chắc nhà người ta mấy kiểm lâm gì đó coi. Trời ơi. Tới cây đi. Tới
đây vòng chậm thôi, đi vòng chậm thôi, nghe chưa hết giờ. Ở đây sắp tới rồi, còn bao nhiêu phút nữa? 5 phút vừa kịp luôn. Ừ, nó nhảy nè, nó nhảy hợp lý nè. Ồ, cái này người ta làm cho nó cong xuống luôn nè. Bốn giờ rồi, còn tí nữa. Ủa sao lên đây rồi, mình phải vô kia đi về. Thì tao đã tự trôi mà, bay kêu muốn ở đây gì mà. Để đi vô không? Dẹo đi. Còn mình còn 15 phút à. Thôi, vô sớm đi mẹ em có gì. Đây là xuống xe, còn đây là đi bên B là private. Hả? Lên đây là đi private. Quay được rồi đó, quay về được rồi. Sau là đen xì. Bẻ cái cây ra vô mặt tao mày.
xe ra. Đó, quay. À, thằng đó treo nhàn không? Nhìn coi thằng treo nó nhàn không?